Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món cánh gà chiên chanh xả. Và để làm cái món này thì ở đây mình có chuẩn bị 1 kg cánh gà nha các bạn. Mình mua 2 hộp cánh gà ở trong siêu thị á. Và xả thì mình dùng 4 cây, 1 trái chanh. Và lá chanh thì mình dùng khoảng chừng 5g nha các bạn. Mình dùng ít thôi chứ không có dùng nhiều lắm. Và đây là sữa tươi thì mình sẽ dùng 300ml. Gừng thì mình dùng 1 củ khoảng chừng 20g thôi. Và 3 củ hành tím, 4 tép tỏi. Về phần gia vị thì ở đây mình có chuẩn bị nửa muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường. Và đây là tiêu xay, ớt bột, rồi bột ngũ vị hương. Thì mỗi loại mình sẽ dùng nửa muỗng cà phê nhé. Nước mắm thì mình dùng 1 muỗng canh và 1 muỗng rưỡi muối. Và nguyên liệu mình cũng chuẩn bị xong hết rồi. Thì đầu tiên mình sẽ đi rửa cánh gà trước. Mình sẽ dùng gừng để rửa cánh gà nhé. Xắt nhỏ nhỏ nó ra rồi mình đập cho nó dập dập. Mình sẽ cho gừng đập dập vào trong cái thau cánh gà. Và mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh muối nhé. Mình chừa lại nửa muỗng canh muối này để chút nữa mình ướp gà. Mình trộn lên như thế này nè các bạn. Xoa xoa cánh gà, mình rửa với lại gừng với muối để cho nó sạch, nó không còn cái mùi tanh nữa. Các bạn xoa tầm khoảng 3 đến 5 phút rồi mình rửa sạch lại nhé. Đây, cánh gà thì mình rửa sạch xong rồi nè các bạn. Và mình để cho nó thật là ráo nước. Mình sẽ chế sữa vào trong cánh gà để mình ngâm nha các bạn. Mình ngâm tầm khoảng 10 phút để cho nó thơm á, với lại nó không còn cái mùi tanh nữa. Cái cánh gà này sau khi mà mình đã ngâm với sữa xong á thì mình sẽ vớt ra, rồi mình cho vô trong cái rổ vậy nè, để cho nó rõ cái phần sữa, chứ mình không có rửa lại nha các bạn. Thì mình đã rửa sạch từ ban đầu rồi đó. À, và sữa tươi này đó các bạn, thì mình dùng loại sữa tươi không đường nha. Nghe cái mùi sữa nó thơm béo béo ghê luôn vậy đó. Với lại khi mình ngâm qua sữa đó, các bạn thấy cánh gà của mình nè, cái da nó trắng ra. Chanh ở đây mình dùng là cái loại chanh không hạt nha các bạn. Các bạn lựa cái trái chanh tươi á, vỏ xanh nha. Mình đừng có lấy cái trái chanh mà nó chín rồi. Và mình sẽ sắc lát ra như thế này. Bây giờ mình sẽ ướp cánh gà với muối và chanh trước nha các bạn. Đây, mình sẽ rắc muối lên. Rồi mình sẽ cho từng lát chanh lên như thế này. Mình sẽ lấy cái lát chanh đó các bạn. Mình xoa xoa lên trên cái cánh gà như thế này. Các bạn xoa nhẹ nhàng thôi. Sau khi mà mình thoa cái mặt cánh gà lớp trên rồi thì mình sẽ trở mặt rồi mình thoa tiếp cái lớp dưới nha các bạn. Và cánh gà này thì mình sẽ ướp trong vòng 10 phút. Trong khi mà mình chờ ướp cánh gà đó thì mình sẽ sắc xả. Xả này thì mình sẽ sắc xéo xéo như vậy nha. Còn cái phần lá chanh này đó các bạn, thì mình sẽ để nguyên như thế này luôn. Hoặc là nếu mà nó có cái nhánh nào mà nó hơi nhiều lá đó, các bạn có thể bẻ lá ra như vậy luôn cũng được. Đây là chanh với xả ở nhà mình trồng đấy các bạn. Phần tỏi với hành tím thì mình sẽ băm cho thật là nhuyễn. Mình cho tỏi với hành tím mình vừa băm á các bạn vào trong một cái túi lưới để mình vắt mình lấy nước. Mình ướp cánh gà này thì mình chỉ lấy cái phần nước hành tỏi thôi, chứ mình không có lấy xác nhé. Tại vì khi mà mình ướp xác vào á các bạn thì mình chiên á nó dễ bị khét lắm. Cho nên là mình lấy cái nước cốt này nè. Hoặc là các bạn có thể dùng bột tỏi, bột hành cũng được.
Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho gia vị vào luôn. Mình sẽ cho vào đây là hạt nêm nè, rồi đường, mình cho hết luôn nha các bạn. Rồi nước mắm, tiếp theo là tiêu, bột ngũ vị hương và ớt bột. Bạn nào ăn cay không được thì các bạn cho ít ớt bột thôi. Mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp gia vị này lên. Mình quậy ở ngoài chén sẵn như thế này nè các bạn, thì nó sẽ rất là đều. Quậy đều xong thì mình sẽ đi ướp cánh gà. Mấy cái lát chanh đó các bạn thì mình lấy ra. Rồi giờ mình sẽ ướp lên đây là dầu mè nhé. Dầu mè thì mình sẽ dùng khoảng nửa muỗng canh nha các bạn, để cho nó thơm nữa. Rồi mình sẽ cho cái nước gia vị và mình vừa trộn lên luôn. Các bạn đeo tay vào và mình xoa đều để cho gia vị nó thấm vào trong cái cánh gà. Mình trở mặt dưới lên nha các bạn, là mình xoa đều mặt dưới luôn. Wow, công nhận có cái dầu mè đó các bạn thì cái mùi nó rất là thơm. Mình ướp xong rồi đó các bạn, thì mình đậy nắp lại. Mình sẽ ướp trong vòng 30 phút để cho cánh gà nó thấm đều gia vị. Mình đun dầu cho sôi lên nha các bạn. Các bạn thấy dầu nó bắt đầu nó sôi lăn tăn lên rồi. Và mình sẽ cho lá chanh với lại sả vào. Mình chiên qua như vậy đó các bạn, thì cái phần tinh dầu chanh với sả nó sẽ tỏa ra trong dầu á, thì khi mình chiên gà nó sẽ rất là thơm. Đây, nó hơi hơi vàng như vậy là được rồi nè. Giờ mình sẽ vớt ra để chiên gà cho nó không có bị văng đó các bạn. Thì mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê bột gạo, hoặc là các bạn có thể dùng bột năng, bột bắp cũng được nữa. Rồi mình sẽ cho gà vào nha. Gà này thì mình chỉ chiên cho nó chín vàng đều hai mặt là được rồi. Và lửa thì mình sẽ để lửa vừa thôi nha các bạn, không để lửa lớn quá. Đây, cánh gà thì mình chiên nó đã chín vàng đều hết rồi đấy các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn nha. Đó, mình chiên ngập dầu như vậy á các bạn thì nó rất là giòn, với lại nó sẽ vàng đều hơn nữa. Wow, thơm quá luôn á, thơm, mình nghe cái mùi thơm chanh sả rất là thơm. Rồi mình sẽ gấp ra nha các bạn. Mình gấp ra mình để vào trong cái rây nha các bạn, hoặc là một cái miếng giấm dầu để cho nó thấm bớt dầu đi đó. Để cho cái cánh gà của mình á các bạn nó được bóng hơn thì ở đây mình sẽ quét lên một lớp mật ong nhé. Với lại nó sẽ thơm nữa đó. Sau khi mình quét mật ong lên thì các bạn thấy nè, cánh gà của mình nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn đó. Thịt gà ăn rất là ngon nha các bạn. Bên ngoài thì giòn nè, bên trong thì thịt mềm và vị rất là vừa ăn nữa. Có thêm mật ong ngọt nhẹ nhẹ nè. Cái món này nói chung là mình ăn thấy rất là ngon nha các bạn. Các bạn nên tranh thủ làm thử cái món cánh gà chiên chanh sả này đi nha.